Indesit. Xin chào mọi người, mình là Nhật đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng bài Indesit trước khi đi rồi. Let's go. Bài này thì mình cũng sẽ chia làm hai đoạn như thế này để mọi người dễ theo dõi. Mình sẽ nhảy qua phần đầu mình nhé. No one can refuse this picture perfect you make me feel the động tác đầu tiên, hãy sử dụng móng tay của người tìm người được thoải mái, tay lên cao, khó chọn, thắt ra ngoài, về như cũ, lại thắt ra, làm cho mình đối với thắt ra nhé. 1, 2, 3, 4, thì tôi tự không sẽ không phải trước. 1, 2, 3, 4. Chân của mình sẽ vẫn để vị trí như cũ. Rồi mọi người làm việc dáng tay chụp ảnh của mình. Mình kỹ thuật. Cái phải. Cái trái. Rồi làm việc này. Rồi lại làm việc trước mặt. Rồi quay đầu rút hai tay. Tập nha là phần thứ 3 và để lên phía trước mình chút. Đừng mà để sát tay này nha. Để lên phía trước một chút. Đó. Chụp ảnh này. Rút sang nha. Chúng ta không cho mình chân phải phía sau, cộng trái lên trước, đổi tay, tay trái ở phía trước, tay phải cứ mình ra. Ok, bây giờ mọi người tiến cho mình chân trái, tiến lên trước, tiến lên trước, bây giờ mọi người tiến lên trước, bắt đầu từ chân trái, tiến, lên, tiến, lên, thêm một lớp nữa là khi mình tiến, 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 lên. Đây, họ lại là người thấp hai chân xuống. Đây, bây giờ cũng có thêm một cái lớp cao nữa này. Gần như là giật cái đầu xuống, giật cái đầu xuống. Đó, đó là cái hình thức tiếp nhất. Đầu xuống, đây, nhú này, giật đầu xuống, thẳng, để lên đầu cũ. Và cái lực các bạn lớp của mình nhé. Nhú. Tay trái dọc xuống, tay phải đưa lên. Ngồi vào cái đồng thời mình sẽ đưa lên xuống và dùng tập trung của mình. Lại nhé, đồng thời dùng ngồi. Bây giờ mọi người sẽ kết hợp động tác hết là một nhé. 5, 6, 7, chỉ ra 1 lần, 2 lần, 3, 4 lần. Picture, sang nha, để tay và nhú. Lên, nhú, lên từ tay và chậm. Lại lần nữa này, 5, 6, 7, tay ra 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần. Picture, sang ngang, thử, lên và nhú, lên, nhú, lên, đủ và chậm xuống. Tay lộ và thử kết hợp vào nhà nhé. 5, 6, no one can feel this picture perfect. You don't need no filter. No one can feel this picture perfect. You don't need no filter. No. Is that what we're talking about?
xong rồi đổi vị trí hai tay với mình nha. Đó, từ đây đổi rồi trong quá trình đổi thì mình có thể đập hai tay lại với nhau, đập hai tay vào với nhau và đổi xuống. Tiếp theo để tay như này cũng giúp cho mình kéo tay trái rồi đưa qua sườn đưa xuống để tay đúng không, rút xuống đồng thời nhấc chân phía trước và chân trái xem sau cho mình hình dung này mọi thử kết hợp nhé, rút nhấc ra đang quay qua chân phải và hoàn toàn quay về phía bên trái cho mình nhé. Bây giờ mọi người lại nhé, đổi tay xong rút cả chân tay và dậm. Tiếp theo dậm cho mình cái chân trái ăn xong một lần nữa và đồng thời quay đầu qua sau đủ lại này dậm được chưa, sau đó lại dậm một lần nữa lên lại và dậm tay cho mình quay dậm quá vị trí như này nha. Thử cái đầu lại này, đổi tay nút chân thì hấp xuống như thế
điều mà người sẽ nghe lên để đỉnh người lên. Người và tay sẽ nhìn chiều nhau, tay để xuống thì người và tay họ đứng bất đánh hạ lòng giúp xoay một vòng và tay về vị trí cũ. Tiếp theo chân tương tự cái động tác trước nhưng mở đầu chân phá nhấc đẩy nhấc đẩy, được chưa? Còn tay thì người cũng làm cùng hướng thôi, tay phải trước mở từ cằm ra xòe ra một lần hai lần đó. Bây giờ mình kết hợp động tác cả lần hai nhé, ừ và đổi tay nhấc ra dập xoay nhanh đầu về dáng dập nhún bật lên thu chân hình bờ linh còn tay thất xuống xoay một vòng bật hình bờ chân phải trái. Bây giờ mình mời mọi người tạm một lần động tác như nào các bạn nhé, 5 6 7 8 em từ từ tay nhấc sau giật xoay dáng bật lên kèm bờ linh kèm nề bật tay chân. Bây giờ mọi người kết nhau cho bạn thứ hai nha. Vừa rồi thì mình và các bạn đã cùng nhau được xong cái intention của chương trình vừa rồi. Và điều gì thắc mắc hay là có những động tác nào khó mình chưa hiểu ấy thì mọi người hãy comment ở phía dưới cho mình biết nha. Cố gắng lên.